Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay về lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên Hoàng Tuấn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi trưa thật là an lành và luôn có một cuộc sống thật là vui vẻ. Thì hôm nay thì mình vừa hoàn thành xong một cái vỏ lo kéo 3 bát nữa nè các bạn. Thì một súp 50 và hai full 40 nha các bạn nha. Hỏng thì hỏng array. Thì cái đơn hàng này thì của cái anh Thành Sơn ở quê anh ở Long An các bạn. Thì ảnh nói mình cho ảnh cái địa chỉ để mà có thể là ảnh đi cái xe tải qua anh lấy, hoặc là sẵn một chuyến hàng nào đó thì anh qua anh lấy. Còn nếu như anh đi không được thì ảnh mới kêu mình gói để ship đi. Thì theo mình thì mình thấy nếu mà ảnh qua được thì ảnh lấy thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều các bạn. Và nó thuận tiện hơn. Thì cái vỏ này thì nó cũng chẳng có gì mà đặc biệt hơn mấy cái vỏ trước các bạn ơi. Thì bạn thấy thì nó cũng, nói chung thì mình quay như thế này thì để là cho anh khách này anh biết là cái hàng của anh xong và cái hàng ảnh được ở trên kênh YouTube của mình để cho mọi người cùng thấy vậy thôi, chứ còn nó không thay đổi gì hết các bạn. Đó, nó cũng là bình thường thôi. Đó, mình sơn là từ trong ra ngoài cho các bạn thấy không. Đó, càng lúc cái sản phẩm của mình làm càng chất lượng hơn nha các bạn. Tại vì nói chung là cái đó là mình, cái tay nghề mình nó càng lúc nó cứng cỏi các bạn ơi, chứ không phải là cái lúc đầu mà mình ẩu mà lúc sau mình kỹ. Nhưng mà dù cho có cái điều kiện, có cái vấn đề mà lúc trước ẩu lúc này kỹ nữa cũng không sao các bạn. Tại vì cái đó là mình đang phát triển chứ không phải là mình đang mà cái tầm mà xuống dốc các bạn. Cho nên là cái chuyện này nó cũng nên, đúng không các bạn? Thì mình sẽ vừa quay cho các bạn xem cái vỏ này và mình cũng xin kể cho bạn một cái câu chuyện. Thì cái câu chuyện này cách đây thì cũng khoảng 3 ngày trước rồi các bạn. Mà mình thấy trong lòng mình nó bức rứt, mình cũng bực bội. Cho nên là mình muốn kể cho các bạn nghe. Đồng thời thì mình muốn chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn đến với tất cả những anh em bầu xô gần xa trên mọi miền đất nước. Đặc biệt là mình muốn nói cho những cái người khách mà họ có những cái tính khí nó không có được tốt thì chúng ta nên sửa đổi chút xíu để chúng ta ban được những cái tình cảm để mà chúng ta chia sẻ lẫn nhau cho cuộc sống này nó đi êm đẹp. Thì cái câu chuyện là như thế này, thì mình 3 ngày trước các bạn, mình có đi một cái dự cái buổi tiệc tân hôn ở bên Trà Ôn các bạn. Trà Ôn thì nó thuộc về địa phận hình như Vĩnh Long mà các bạn. Đó, thì từ đây mà mình qua một cái con phà ngang sông rồi mình mới chạy lên một đoạn thật sự là xa các bạn ơi. Mình đi là vợ chồng mình đi là cỡ một buổi mới tới đó, rồi về một buổi nữa. Thì coi như là cái đám đó đi về là mất hết một ngày. Đó, nhưng mà đối với cái chủ nhà đó thì đối với mình thì cũng có cái sự thân thiết rất là lớn, cho nên là mình mới đi tới đó, chứ thay vì đường xa quá mình cũng gửi thiệp cái là xong các bạn. Nhưng mà bữa đó là mình quyết định là mình đi. Thì lên trển thì ngồi ăn một chút xíu thì mình cũng có gặp được những cái anh em làm show ở bên đó. Thì những anh em bên đó thì nói chung là chơi những cái dàn rất là đỉnh các bạn. Chơi nguyên bộ combo của một cái hãng không à các bạn. Chứ họ không có đi, nói chung thì mình không dám nhắc lên thôi. Mình không nhắc lên để mà mình giữ cái quyền riêng tư của những anh em đó và những cái chỗ mà người ta bán cái dàn đó cho ảnh. Đó. Nhưng mà cái này là nó tốt đẹp thôi các bạn, chứ nó không có gì xấu. Đó. Thì nói chung cái dàn bữa đó ca rất là hay các bạn. Trong khi đó là đánh một cặp súp kép 50 và ba cặp a gây hình như là 25 á các bạn, chứ không phải 30 nữa. Mình thấy cá gây nó rất là gọn, ba cặp a gây rất là gọn và một cặp súp kép nằm dưới. Thì cái những cái lo array thì nó được nằm trên cái tủ cách xê, nó cũng cao lên các bạn. Thì hai bên sân khấu thì có hai cái lo kiểm âm, tức là lo monitor các bạn. Thì trong khi đó thì có MC rồi dẫn chương trình. Thì bữa đó cũng gặp một cái em gái đó là dẫn chương trình, là MC nữ. Thì mình ngồi mình cũng ca được bản hai bản các bạn, mình ca rất là hay các bạn ơi. Cái dạng nó ca đó đúng rất là hay các bạn. Thì mình chạy xe khoảng chừng còn khoảng 50 mét nữa các bạn, khoảng 50 mét nữa thôi. Thì mình đang chạy xe, các bạn cũng biết rồi, khi mà mình ngồi trên xe thì cái tiếng xe nó rất là lớn. Vậy mà mình còn có cảm giác là cái súp nó đánh mình nghe được các bạn, mình cảm nhận được là mình nói là chắc có lẽ là gần tới đám hay gì rồi, sao mình nghe nhạc.
Đó, thì mình phát hiện là thì vừa mình vừa phát hiện xong thì mình chạy tại chạy tới chút nữa là mình thấy cái đám rõ ràng đó, thì mình cảm thấy như cái súp nó quánh rất là lực các bạn, mà nó quay về cái hướng phía trước đó, chứ không phải là hay quay cái hướng mà mình chạy xe tới các bạn, nó quay về hướng trước á, nhưng mà phía sau nó vẫn có súp ngon lành luôn các bạn, nó vẫn đầy đủ cái súp luôn đó. Thì mình cũng ngồi mình ăn một lát xong mình cũng ca được bài hai bài, thì lúc đó thì mình trong cái lúc mình qua thì nó cũng người ta cũng đãi hết một chập rồi các bạn. Thì mình nghĩ là mình qua mình nhìn thấy cái khung cảnh đó, cái hoàn cảnh đó, thì mình biết chắc là cái dàn âm thanh này nó sẽ hoạt động từ lúc chắc tầm khoảng, tại vì mình qua đó khoảng 8 giờ mấy 9 giờ tới rồi, thì chắc cũng khoảng 7 giờ 7 giờ mấy là đã hoạt động rồi các bạn. Đó, tại tại vì ở vườn đó là họ họ ăn ăn rất là sớm các bạn, họ ăn mâm rất là sớm. Đó là không phải là lý do mà mình nói ra đây, không phải là mình nói người ta không ăn uống gì, mà cái lý do chính là như thế này, tức là ở quê á các bạn, họ làm ruộng làm vườn cho nên là họ lại họ ăn sớm một chút xíu đó, là cũng như là trong đó có cái tình cảm của xóm giềng. Và cái thứ hai nữa đó thì họ làm vườn làm rẫy thì họ cái thời gian họ là không có hạn chế các bạn, chứ không giống như là chúng ta làm những cái show ở ngoài ngoài chợ đồ này kia các bạn. Nó ngoài chợ thì nói chung giờ giấc rất là rõ ràng các bạn, tại vì người ta đã thống nhất cái giờ đó đó, là những cái người người buôn bán này nọ đó các bạn, thì họ thống nhất một giờ đó để mà họ đi chung đó, thì cho nên là cái giờ giấc nó rất là rõ ràng, chứ nó không giống ở quê. Thì có những anh em nào làm show thường đó, thì cái điều đó thì anh em biết chắc đó, ở quê thì thường thường là nó vậy, cái giờ giấc nó không có chuẩn được. Còn ở ở chợ là vì cái lý do đó đó cho nên là họ mới đãi nó đúng giờ hơn, chứ không phải là mình nói cái người khách là như thế nào đó. Thì trong khi đó thì một chút xíu nữa thì có cái anh đó, anh nhậu vô anh xỉn nè các bạn, mà anh ngồi đó anh cứ anh không chịu về, mà anh cứ ngồi đó anh nhai nhai này kia hoài à. Thì chút xíu thấy anh chạy lên sân khấu anh cặp cổ cái cô MC đó, cổ nói này nói kia nói nọ hoài, thì cái cô MC đó mình nghĩ là chắc cũng bực bội vậy, tại vì nói chung là nhậu mà lào cào như thế ai cũng bực bội các bạn. Thì một lát nữa thì ảnh kiếm chuyện không được cho nên ảnh mới nói những cái câu nó hơi khó nghe, ảnh nói là phục vụ mà đứng đó lo chụp hình rồi này kia không à. Thì trong cái lúc đó mình cũng thấy, thì khi mà cái em MC này đó em nói những cái mà làm lễ xong rồi thì người nào ca thì chỉ giới thiệu thôi, thì khách lên ca thôi, thì trong cái thời gian mà khách ca đó thì mình cứ chụp hình hoặc quay phim hay là mình làm cái gì đó thì tùy, chẳng hạn như là họ đăng lên cái Facebook của mình để mà quảng cáo hay là để chia sẻ để mà công việc người ta kinh doanh mà các bạn, cái đó là điều dĩ nhiên rồi. Ở đây các bạn thấy là những anh em bầu show ở đây nhiều khi một cái đám như vậy mà phát trực tiếp khoảng chừng 4-5 lần luôn cũng không chừng nữa các bạn, tại vì cái đó là cái ý của người ta, không phải là người ta cần phải khoe khoang các bạn, tại vì kinh doanh bên cái này là cần phải khoe khoang chứ không phải là không ép buộc mình, nhưng mà cái đó và nhất định mình phải làm, tại vì mình chia sẻ những cái đó là để cho họ biết là mình có dàn nhạc để mà mình kinh doanh thôi, hoặc là họ liên hệ vào những cái video của mình mà họ thấy đó để mà họ kêu show đồ đó. Thì trách cái em gái đó, mới ban đầu thì trách những cái anh em bên trong mà dàn nhạc đó, nhạc lớn nhạc nhỏ nặng nhẹ gì đó mình không biết, còn hồi nữa mới trách cái cô MC này. Thì cô MC này cổ có bức xúc quá cổ mới đi xuống cổ nói, thì mình ở đây thì mình cũng muốn nói nữa, mình nói thôi bây giờ em gái bỏ qua đi, ở đây từ từ tụi anh sắp xếp như thế nào, chứ còn ổng thì ổng cũng say rồi. À, nhưng mà thật sự mà nói trong những cái hoàn cảnh đó là chúng ta không nên tìm những người xỉn say như thế mà để chúng ta nói chuyện các bạn. Tại vì trước khi mà họ muốn kiếm chuyện với mình á, là cái con người đó đã không còn cái lý trí nữa, họ đã không còn bình tĩnh để giữ cho cái trí não mình thông minh nữa rồi các bạn à. Cho nên là họ mới có một cái hành động như thế, thì mình phải suy nghĩ chỗ đó. Thì mình nói một lát thì mình mới nói á, là với cái chủ nhà mình nói với MC mình nói là em coi có ai mướn ai thuê mình thì mình cộng vào cái người đó để mà mình chia sẻ, chứ đừng có nói những cái ông mà ổng say xỉn như thế này ổng không nghe được đâu, tại vì trước khi ổng muốn kiếm chuyện với em là cái tâm trí của ổng đã không còn nữa, không còn đủ tỉnh táo nữa rồi đó. Cho nên là em tìm cái người nào mà chúng ta nói có thể mà giải quyết được thì nói, chứ còn tìm cái người mà không giải quyết được thì đừng nói
Đó thì em ấy mới đi lên sân khấu, thì ở đây mình cũng nói với lại dòng dòng đó nhưng mà không ai giải quyết được đâu các bạn. Ở đó thì chỉ có một người duy nhất là họ nhà trai là trong cái chủ hôn ngày hôm đó là người ta mới giải quyết được. Đó thì mình mới kêu cái anh chủ hôn á, cái anh chủ hôn á thì ổng đi vòng vòng ổng tiếp khách các bạn, thì chỉ còn có cái chị đó là chủ hôn thôi, đó là cũng quen với mình đó các bạn. Thì mình mới nói với chị á là cái ngày hôm nay là cái ngày vui của cháu, mà có cái anh này anh lợi anh làm như thế thì cũng không được, nhưng mà trong khi đó là em thấy cái những em mà làm bên âm thanh này thì phục vụ cũng đã quá tốt rồi, chứ không có gì mà để cằn nhằn. Anh này anh muốn kiếm chuyện gì đó, thôi giờ chị ra chị giải quyết đi, thì trong cái ngày vui của con cháu thì đừng để cho cái chuyện gì đáng tiếc nó xảy ra để mà nó mất vui trong cái cuộc vui này. Thì mình cũng nói cái câu rất là nhẹ nhàng các bạn, chứ không có nói gì mà lớn hết đó, thì mình nói đúng là họ nghe thôi các bạn, chứ không có gì hết. Thì cái chị này chỉ nghe gì chị cũng bực bội, thì các bạn cũng đã biết rồi đó, bậc làm cha làm mẹ mà cái ngày vui của con cái mình mà nó xảy ra những chuyện như thế thì họ đâu có để yên được các bạn. Đó thì chị mới ra chị mới giải quyết, chị nói cái nhà này là nhà của tôi nha bạn, chứ không phải nhà của bạn. Thì chị chỉ nói một hai câu nhỏ nhẹ vậy thôi, thì một hồi nữa anh đó anh bẽn lẽn anh đi về. À, thì trong cái lúc mà ảnh đi mới vừa ra tới cổng thôi là những anh em trong đoàn á và cô MC đó cứ dõi mắt theo coi cái ông này ông đi đâu. À, nếu mà ổng về được thì mình mừng. À, thì ổng đi một đoạn vậy mà vẫn dõi mắt theo coi ổng có về thiệt hay không, hay là ổng đi đâu rồi chúng quay lại. Thì theo mình nghĩ là vậy. À, thì nói chung là chỉ giải quyết đơn giản thôi các bạn. Cái làm cái âm thanh này nó là làm dâu thiên hạ các bạn ơi. À, chúng ta không thể nào mà làm vừa ý hết được đâu. Đó, nhất là đấu trường những cái dân có rượu bia. Đó, thì từ cái video này á, thì mình cũng xin chia sẻ với tất cả anh em là cái kinh nghiệm để mà chúng ta xử lý trong những cái hoàn cảnh như thế. Chúng ta hãy tìm những cái người nào mà có giá trị ở trong cái buổi tiệc đó để mà chúng ta giải quyết, chứ đừng chúng ta đừng có tìm những cái ông đó, mấy cái ông đó không giải quyết được gì đâu. Đó, còn chủ nhà mà nếu mà cái ngày làm xui mà nếu mà lầy lèn kiểu đó rồi thì người ở trong nhà họ cũng tự động họ xử các bạn, chứ các bạn khỏi lo. Còn cái này là khách, đúng là khách luôn. Thì chúng ta nếu mà chúng ta đem cái thân mình để mà chúng ta đối chọi với một người như thế thì nếu chúng ta thắng thì cũng là liên quan tới luật pháp, và chúng ta thua thì sẽ bị thiệt hại này nọ. Thì nói chung thì nếu thắng hay thua gì thì nó cũng gây ra cái thiệt hại hết. Cho nên là chúng ta phải dững chí các bạn, dững chí để mà chúng ta xử lý mọi tình huống ở trong cái nghề nghiệp này. Đó, cái nghề nghiệp này các bạn thấy gì chứ, rất là bạc nha các bạn nha. Có những lúc rất là vui nhưng mà có những lúc rất là buồn, có những anh em bỏ nghề luôn không thèm làm luôn, thấy vì cái tính tự ái quá cao các bạn mà bỏ nghề luôn, thà bỏ cái vàng đó chứ không không đi nữa. Đó, coi như là bực bội quá rồi, bây giờ kiếm nghề khác làm, chứ cái nghề này là đấu trường với dân có rượu không, nói này nói kia. Đó, thì những cái câu chuyện này thì mình chừng một một năm hai năm gì trước vậy đó mình cũng có chia sẻ rất là nhiều về cái kinh nghiệm mà nó để mà đi âm thanh. Cái đó là cái kinh nghiệm, là kinh nghiệm riêng của mình chứ không phải là của ai nha các bạn nha. Cho nên là mình chia sẻ, nếu các bạn thấy đúng thì các bạn áp dụng, còn sai thì các bạn dục bỏ đi, chứ các bạn đừng có mà cái chúng ta có một cái những cái ý kiến mà trái chiều. Cái đó là cũng mình giúp cho các bạn chứ không phải là mình hại các bạn đó, cho nên là các bạn hãy suy nghĩ cái điều đó. À, thì cái nghề của chúng ta nó bạc lắm các bạn ơi. À, nhiều khi nó rất là vui luôn. À, chúng ta đi mà chúng ta không biết chán, mà tới nhiều khi gặp những cái chuyện gì mà bất chắc nó xảy ra rồi chúng ta tự nhiên cảm thấy nó nản liền. Cái chuyện không ra ôn ra quái gì thì nó cũng có chuyện. À, thì cho nên là qua cái video này á, thì mình nếu như cái âm thanh của cái em trai đó là tên Hoàng Tới gì các bạn ở bên Trà Ôn á, nếu mà chừng nào mà nếu em mà có vào cái kênh của anh, hay là vô tình bước vào cái kênh của anh nghe những cái lời anh nói, thì em hãy cho anh một cái bàn tay giống như mình vẫy tay chào với nhau nha, để biết là hôm bữa là anh em mình có gặp mặt nhau. Đó, thì nói chung thì mình cũng không có cho số điện thoại Zalo hay là bất cứ cái gì hết các bạn. Nhưng mà mình nhớ trong lòng mình nhớ trong lòng mình lắm, tại vì những cái hoàn cảnh đó mình thấy nó bất bình cho cái những anh em làm bầu xô, nên là mình phải đứng ra mình giải quyết các bạn. Nó thì từ cái chỗ đó đó chúng ta hãy đứng về cái bên mà chính nghĩa để chúng ta giúp đỡ những cái người đó các bạn.
đó. Còn những cái người mà có những cái thói hư tật xấu mà mỗi khi mà có bì rượu có bia trong mình rồi là bắt đầu muốn làm thầy làm cha, các bạn thấy những cái người đó khó chịu, các bạn mình cảm thấy mình rất là bực bội đó. Mình phải triệt cho bằng được, mình triệt chút xíu là lên đường liền, là đi về liền, tại vì chúng ta đúng các bạn chứ chúng ta không sai đó. Thì các bạn cũng đã biết rồi, ở trong cái bàn tiệc hoặc là trong một cái buổi tiệc đó đó, thì trong khi đó chỉ có một hai người lầy thôi các bạn à, chứ không phải là lầy hết đâu. Cho nên là chúng ta có thể là chúng ta nói nhỏ nhẹ, thì những người còn bình tĩnh và tính tình của họ là công bằng thì họ sẽ đứng ra cái lẽ phải để mà họ binh mình, chứ không họ không bao giờ bỏ mình hết đâu các bạn. Rồi chừng nào mà nếu mà chúng ta làm những cái chuyện gì mà trong cái buổi tiệc đó mà cảm thấy không hài lòng được nhiều khách trong đó là chúng ta rất là nguy, tại vì họ đã biết là mình sai rồi và họ sẽ đồng lòng lại, họ sẽ đấu với mình, có thể nói là họ dẫn những cái người này người kia lên đó để mà phá sân khấu hay là làm những cái điều này điều nọ để mà phá chúng ta đó. Đó, cho nên là cái lòng người chúng ta khó mà đoán trước được lắm các bạn. Cho nên là cái vấn đề mà chúng ta nhìn người hoặc là chúng ta nhìn hoàn cảnh nó để mà chúng ta đưa ra một cái biện pháp gì đó thật sự mà nó cho nó sáng suốt để chúng ta xử lý cho nó qua những cái chuyện đó, chứ đừng có để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Thì khi mà cái dàn của chúng ta đi đó mà nó có chuyện này chuyện kia, thì như những cái người mà họ họ không hiểu về cái đạo lý đó, thì họ sẽ đồn thổi ra, họ nói ừ cái dàn đó nó đi như thế này thế nọ, họ theo hướng một phía các bạn. Nó chẳng hạn như họ theo hướng một phía họ đồn cái dàn của mình là cũng ảnh hưởng rất là lớn các bạn, tại vì cái nghề này là nghề kinh doanh đó, nó đụng chạm rất là nhiều người đó. Cho nên là từ cái chỗ đó là mình cũng xin gửi đến các bạn tất cả các bạn một cái thông điệp là chúng ta hãy yêu thương nhau. Đó, khi mà chúng ta chung một nghề chúng ta đừng ganh ghét nhau gì hết, thì chúng ta gieo cái nào thì chúng ta sẽ gặp cái nấy. Đó, chúng ta giúp được cho người này thì người khác sẽ trả, chứ chúng ta đừng có sợ mà nói ừ chúng ta giúp những cái đó rồi là nó không có liên quan tới mình, hay là mình giúp cái người này rồi rồi sau này nó sẽ cướp xô của mình hay là nó lấy xô của mình gì đó, là cái điều đó là không quan trọng mà không có đúng đâu các bạn. Tại vì cái gì của mình là của mình rồi các bạn. Có những khi mà mình lúc mình còn làm xô nhiều đó, có những khi mà mình tới mà mình nhận xô rồi mà còn chỉ có một ngày nữa thôi mà người ta vẫn hồi xô mình được các bạn, thì mình cũng vui vẻ bình thường và chúng ta phải là tiếp đón những cái loại đó. À, bây giờ anh tìm được cái nơi khác rồi thì anh cứ việc kêu, chứ ở đây thì nói chung là em không 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 đánh đổi gì hết, thì cùng lắm thì mình chỉ năn nỉ cái mà những anh em nhặt công 1-2 tiếng rồi thôi các bạn đó. Thì bây giờ mình cứ nói ra, nếu mà cái ngày đó mà tôi hồi nhặt công phải không, mà khi mà tôi ai mà đồn lên nói ở cái ngày đó tôi vẫn có xô mà tôi không kêu nhặt công á, thì cái đó mai mốt là mọi thứ là tôi đều lãnh chịu hết rồi, anh khỏi nghỉ chơi với tôi cũng được. Thì nói những anh em nhặt công mình chia sẻ như thế là họ hiểu liền đó. Cho nên là anh làm được thì anh cứ việc làm, anh hồi xô thì anh cứ việc hồi. Những cái người mà mình kêu mình hồi xô đó các bạn, là họ có cái sự tính toán rồi, trong đó là mắc ghẻ hay là cái này cái nọ rồi đó. Còn nếu như chúng ta cố chấp chúng ta làm thì lợi đến đó rồi đó, là họ cũng dằn vặt mình thôi à, chứ còn họ không có hoan nghênh mình đâu, tại vì họ họ đã có ý để mà họ hồi xô mình rồi. Thì các bạn lợi tới đó, bạn dù cho bạn làm gì đi nữa thì cũng cũng là làm cho họ không được hài lòng đó. Và cái thứ hai nữa đó, nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta làm cái show mà show hồi đó, có show mà chuẩn bị hồi đó mà chúng ta cố gắng níu kéo lại, thì có những cái anh em mà họ ở gần đó đó họ kêu hồi đó, thì có những là trong đó là có những thành phần những anh em mà nằm trong bầu show họ muốn cốp cái show của mình, thì lợi tới đó là họ sẽ tìm cách để mà họ ứng phó với mình trong cái buổi tiệc đó, thì mình cũng thất bại thôi đó. Cho nên là cái gì là mình mới nói với các bạn là cái gì của mình là của mình, các bạn đừng lo. Thì khi mà họ hồi xô rồi các bạn chỉ cần suy nghĩ một cách đơn giản thôi, cái của này không phải của mình nè, tại vì nó gần tới miệng rồi mà nó còn mất nữa, thì đúng là ông trời ông đã sắp xếp rồi, chúng ta hãy hoan hỷ đó, và chúng ta hãy nhẹ lòng thả lỏng nó, xô này không có xô khác mình đi các bạn đó. Chứ còn mình cố chấp quá mình cứ uổng hay là hoặc mình cứ buồn mình cứ khổ gì đó thì nó cũng chẳng giúp được cái gì cho mình đâu các bạn đó. Cái đó là mình nói thật.
Đó, thì các bạn cũng đã thấy là theo cái lời của mình kể đó, thì ở đây thì có những anh em trong kênh nghe thì có thể là nay mai gì đó thì cũng có những cái anh em mà mình đã từng gặp. Tại vì nói chung mình ít có quay cái mặt của mình lên các bạn, cái mặt mình nó xấu rồi thì mình làm cái đồ đạc mình nó bủn xỉn lắm, cho nên là mình không có quay cái mặt mình lên mà chỉ mình quay cái sản phẩm này để mình nói thôi. Đó, mà có thể là em trai này em ấy vào kênh cũng có thể chưa chắc gì mà biết mình nói, nhưng mà cái đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ cho những anh em bầu xô và khuyên nhủ những cái người khách là hãy hiểu cho những cái anh em mà đi làm xô nó có những cái nỗi khổ như thế, và họ họ sửa đổi lại để mà chúng ta sống vui vẻ hơn. Nó thì cũng có một lần đó mình cũng chia sẻ trên kênh về cái vấn đề này nè các bạn, thì cái ông anh đó ông mới nói như thế này. Ông nói thì mình lên kênh để mà mình nói những cái người mà cái bằng nhậu say vô rồi cái bắt đầu kiếm chuyện này kia đó, mình cũng nói giống y như là những cái video mình nói vậy nè. Nó thì cái ông anh nó mới ông nói với ông cái bên ông nói á, mày nhậu mày quậy chút xíu nữa là tính mai mốt nó lên kênh á, là nó vô kênh nó đó, nó lên kênh nó làm là nó chửi mày nữa đó. Nhưng mà thật sự nãy giờ các bạn thấy mình không có chửi, các bạn mình không có chửi ai hết, nhưng mà cái đó là họ họ nói là chửi là có một cái là mình nói một cách nhẹ nhàng nhưng mà mình nói vào đi vào lòng người thôi chứ không phải sự không có chửi đó. Thì cái anh đó thì lúc trước ảnh cũng y gan như cái anh đó vậy đó các bạn. Cái ngày thường á ảnh hiền hậu lắm các bạn, mà tới khi ảnh có rượu có bia vô rồi á, bigo là anh giật suốt rồi anh ăn nói chuyện rất là sổ sàng. Nhưng mà khi mà ảnh đã là cái anh kế bên á, ảnh chia sẻ cho những cái video mình làm mà nói như thế đó, thì giống như là cái video đó mình đang nói ảnh vậy đó, ảnh mới chia sẻ cái video này cho cái anh khách đó xem. À, thì anh khách đó ảnh mới phát hiện được rằng ảnh nói là cái lúc mà mình tỉnh thì mình khác, mà cái lúc mình say mình xỉn vô thì mình không biết, thì cho nên là từ cái chỗ đó anh cũng cảm thấy anh ngại các bạn. Rồi từ từ cái anh sửa đổi lại luôn các bạn, anh sửa đổi lại anh không có còn quậy quạng giống như hồi đó nữa. Đó, thì cái đó mình cũng đã giúp được một người, các bạn thấy những cái con người mà như thế các bạn thấy gì chứ, người ta cười lắm chứ người ta không có khen các bạn à, người ta không có khen đâu. Bởi vì anh ngày thường anh khác, mà khi anh có bia có rượu vô rồi anh khác đó, thì cái người khác nhậu với anh một lần người ta sợ gần chết luôn. Người ta nói ở cái thằng đó thấy vậy đó nghe chứ nó nhậu vô nó quậy nó xàm lắm đó, đừng nhậu với nó nữa. Thì các bạn thấy những cái tiếng xấu chứ đâu phải là tiếng đẹp tiếng thơm gì đâu. Thì chúng ta cần bỏ được thì chúng ta nên bỏ, và chúng ta nên cố gắng để mà giữ cái bản thân mình làm sao cho nó chững chạc một chút xíu, để người khác khi mà họ nhìn vô thì hậu nhậu chung á thì người nào cũng xỉn hết á, thì không ai thấy được khuyết điểm của ai các bạn. Còn chẳng hạn như các bạn đã lỡ đến trước rồi, các bạn đã nhậu rồi, rồi những cái người khách người ta lỡ sau đó, mà khi các bạn mà nhậu trước đó, các bạn say đó, các bạn xỉn, các bạn quậy rồi, cái người sau người ta mới vô, người ta tỉnh, người ta tới, người ta nhìn vô là người ta cười các bạn chết luôn. Nó cho nên là bây giờ một người say, một người tỉnh các bạn, thì nhìn vào là họ, nhưng mà những cái người đó là họ nhìn vào đó, đó là cái kinh nghiệm sống đó các bạn. Mình nhìn, mình biết cái người đó say vô, đặng mai mốt mình tránh chứ không gì hết. Đó, thì Hoàng Tuấn cũng không phải là một người tốt các bạn, nhưng mà mình cố gắng mình sống tốt thôi, chứ thật sự muốn làm người tốt khó lắm. Tại vì nhiều khi chúng ta những cái cuộc say đó chúng ta quá đà quá chén, nhưng mà chúng ta biết cách để mà chúng ta xử lý. Chẳng hạn như chúng ta thấy chịu không nổi là chúng ta tìm cách chúng ta đi về liền, chứ chúng ta đừng có ngồi đó hoài để mà gục gặt, để mà ngồi đó để mà hành xác những anh em làm xô, hay là nói nặng nói nhẹ, hay là nói này nói kia. À, những cái gì người ta không hay thì các bạn lên ca một bản một thôi, các bạn đi xuống không hay thì đừng ca nữa. Đó. Thì bây giờ á, những cái gì mà đánh giá đó là trong cái bàn tiệc đó toàn bộ đánh giá hết, chứ không phải riêng biệt một mình nên các bạn một một mình nên cá nhân các bạn mà để mà đánh giá hết được. Có khi các bạn ca tào lao bắt xế xong các bạn vô các bạn đổi thừa, mà trong khi đó nguyên một loạt khách người ta ca lên ai ca cũng hay, anh có mình ơn các bạn lên ca là sàm sàm mà các bạn đổi thừa người ta. Đó. Thì hôm bữa đó mình cũng ca được bản hai bản các bạn, mà cái bản đầu tiên mình ca là cái bản Duyên Hồng đó, cái bản đó thì nói chung là ca cho đám cưới rất là phù hợp. Thì mình cũng không có nói với cái em mà nhạc công đó là ở cái tông gì, thì mình biết các bạn biết, mình ca cái tông gì cho đúng đó, nhưng mà mình cũng không nói luôn.
Tại vì khi mà mình nói ra rồi đó là những cái anh em nhạc công đó họ cũng tự ái liền. Đó, tôi đi đàn từ hồi đó tới bây giờ biết bao nhiêu cái đám mà ông lên ông bà đặt nói tông này tông kia họ tự ái các bạn. Và trong khi đó chúng ta phải suy nghĩ như thế này nè. Suy nghĩ như thế này. Nếu như một người không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà người biết ca các bạn, mình nói người biết ca chứ mình không nói chuyện ca sĩ chuyên nghiệp. Cái người biết ca đó, người ta tông nam nhưng mà người ta nhả chữ tông nữ vẫn được các bạn. Tại vì người ta theo được cái nhạc. Đó, cho nên là cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải tùy cơ ứng biến, chẳng hạn như cái bài hát đó chúng ta muốn ca ké với họ với một cái giọng nữ gì đó thì chúng ta phải có sức. Và chúng ta biết chắc là mình thể hiện được thì mình hãy lên mình chụp micro để mình ca. Còn nếu như các bạn thấy nhầm người, các bạn thấy không? Tông nam, tông nữ, tông gì cũng bay lên giật cái micro ca cho bằng được. Cái đó là ca cho thỏa mãn chứ không phải ca để lấy hay, để thưởng thức. Các bạn thấy không? Nhiều khi người ta đang lên chuẩn bị mới có ca nửa bản à. Các bạn lên giật cái micro mà trong khi đó một người nam, một người nữ, các bạn nghĩ sao ca? Vì đó mà cũng lên cầm cái micro của người ta ca, ca vô rồi bắt đầu ca đâm băng không? Rồi một hồi á ca lạc giọng cái bắt đầu báo ngược người ta, báo ngược cái người ca đó là phải lạc giọng theo. Các bạn thấy gì chứ rất là quan trọng nha, một người ca đâm băng rồi một người ca chuẩn một hồi là nó cũng lạc theo luôn các bạn. Tại vì cái tông nó đã đi khác rồi thì các bạn bắt vô trong đó rồi nó cũng lạc luôn. Có ai mà vững chí lắm là các bạn mới không bị lạc tông thôi. Còn thôi là các bạn bị lạc tông hết, bị gì nó vô nó ca xàm một hồi là các bạn tới quận mình thì nó chỉ tới mình thì mình cầm micro không lẽ mình không ca, mà khi mà mình ca vô đó rồi là ca chất quớt. Tại vì cái giọng nó đi đã chất quớt rồi, nó bắt cái đà cho mình đi tào lao rồi thì mình cũng ca tào leo theo. Tới cuối cùng mình lên mình ca cái bài hát đó hả, nó vừa quê nè mà nó vừa không hài lòng nè, mà thể hiện cái bài hát không được trọn vẹn, các bạn thấy nó tức nhiều cái. Bởi vì nó cái con người của mình nó ngộ lắm các bạn. Có những người nó vô ý thức vô cùng nhưng mà họ không sửa được. Họ thấy những cái đó là những cái vô ý thức không mà cũng không chịu sửa. Đó, cho nên là mình muốn chia sẻ những cái nỗi niềm vui buồn của những anh em bầu xô. Và trong khi đó mình cũng khuyên tất cả mọi người xem cái kênh của mình, và trong đặc biệt là những cái người khách, chúng ta phải nhìn nhận cái sự việc cho nó thật là rõ, để chúng ta nhưng khi chúng ta đài đọ người khác một cách vô cớ vô duyên, làm những cái chuyện nó không có được gì. Giống như là tao đưa tiền ra là tao có quyền làm này làm nọ, không phải các bạn. Người ta lợi người ta phục vụ cho các bạn người ta mới lấy tiền, chứ không phải là người ta lợi đó để mà người ta lấy tiền của các bạn không gì mình ta về. Cho nên là các bạn phải suy nghĩ, cho dù người ta là bầu xô thì mình cũng đã nói rất là nhiều, mình là bầu xô các bạn thì không phải là mình làm cha làm ông nội gì người ta được. Nhưng mà ngược trở lại cũng vậy, không phải chủ nhà quăng tiền ra rồi muốn lại đài đỏ cái anh em bầu xô như thế nào là đài đỏ. Cái đó là cái công bằng của cái cuộc sống này. Thì lúc trước cũng có những anh em cãi vã về cái vấn đề mà nói cái sân khấu. Cái sân khấu là các bạn đem cái vàng lên đó là trừ khi là như thế nào. Những cái hoàn cảnh chẳng hạn như sân khấu nó rộng thì các bạn mới đem những cái vàng mình lên trên sân khấu. Chẳng hạn như đánh band rồi đó thì lên đó nhìn thấy cái sân khấu nó rất là đẹp. Còn chúng ta làm những cái âm thanh mà bình thường không phải làm band thì nếu cái sân khấu nào nó nhỏ thì chúng ta nên nhường cái sân khấu lại cho cái người nhảy. Cái vụ này là mình nói chết hoài đó các bạn. Cái sân khấu nhỏ xíu à mà cũng muốn đem cái vàng lên cho đó. Đem cái vàng lên đó để làm gì? Để khi mà người ta chụp hình quay phim kia là mình thấy, đặng người ta thấy cái hình ảnh mình nằm trong đó, giống như là mình là một cái gì đó nó lớn lao lắm vậy đó. Nhưng mà thật sự cái điều đó là cái điều khổ đó các bạn. Nó lên đó nó nhảy đó ha, những cái gạp nào của cái sân khấu nào đó mà họ lắp gạp không chắc đó ha, thì các bạn lơ mơ coi chừng các bạn nhào đầu xuống đó luôn. Nó gãy những cái dáng đó hoặc là nó sụp những cái sườn đó rồi ha, cái vàng của bạn nó cắm xuống đó luôn. Còn cái thứ hai nữa đó ha, nó đi theo cái độ gung gơ của lại cái sân khấu đó. Nó truyền tới cái vàng của các bạn nó bị chập chờn này nọ luôn, nó thiệt hại lắm đó các bạn. Chứ bạn đừng nói, nhiều khi những anh khách nói rồi cái vàng của tôi phải đem lên trên sân khấu tôi mới chịu. Đó, là nó mới đúng cái chuẩn tùy theo cái hoàn cảnh các bạn. Chứ không phải là lúc nào cũng đem lên cái sân khấu. Cái sân khấu nhầm khi nó có chừng 2 mét vô và 3 mét ngang đó, hoặc là những cái sân khấu nhỏ đó các bạn đem đó đi. Rồi chỗ đâu ta đứng ca, chỗ đâu ta đứng nhảy.
Đó, rồi nó lên nó nhảy xong rồi hồi nó gãy sườn gãy này gãy kia đó, cái vàng của bạn banh luôn á, chứ đừng có nói, tùy theo trường hợp các bạn, chứ chúng ta đừng có nói cái gì nhất thiết hết. Đó, thì nói chung nãy giờ mình cũng chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm về cái đi cái ngành âm thanh này. Nói chung mình các bạn về cái sách này các bạn hỏi âm thanh Hoàng Tứng hay dàn nhạc Hoàng Tứng không có nổi, có nổi tiếng gì không, thật sự không có nổi tiếng gì cho các bạn. Nhưng mà có một cái điều các bạn biết tại sao mình đi, tuy rằng cái dàn mình nhỏ nó cùi bập thiệt, nhưng mà mình phục vụ hồi đó giờ rất là tốt nha các bạn nha, rất là tốt luôn các bạn. Có những cái chuyện mà thật sự mà nó rất là phức tạp luôn, nhưng mà Hoàng Tứng vẫn có một cái đầu óc sáng suốt để mà đối phó với những cái trường hợp đó cho nó qua chuyện các bạn, một mà qua một cách rất là ngọt, rất là êm ái, không có gì, không có thù hằn hết chứ các bạn. Tại vì chúng ta không xử lý đúng theo cái hoàn cảnh và không đúng theo cái cá nhân nào đó thôi, chứ thật sự mà nó các bạn làm cho đúng cái nguyên tắc và nó hợp lý, giống như là đúng, gọi là đúng người đúng thời điểm đó, thì các bạn bảo đảm với các bạn là mọi thứ nó sẽ qua hết, nó không có bất cứ thứ gì hết. Còn các bạn xử lý sai là thua đó, như cái em MC đó, nếu mà em đó đứng mà nói với ông đó hoài thì nói tới sáng cũng không hết chuyện, rồi một hồi cái dàn nhạc của mình nó sẽ tắt xuống luôn, nó hết bản xong không ai giới thiệu thì không ai ca, rồi trong khi đó cứ nghe sùm ở trong cái đám đó hết trơn, thì các bạn thấy là cái đó là một cái tai hại chứ không có gì mà nó tốt lành. Cho nên là mình mới kêu cái MC này, em cứ lên trên đó ngồi để ở đây anh nói với chủ nhà người ta giải quyết, chứ còn em cứ nói với những cái người say xỉn như thế này thì em chỉ mang lại cái phiền phức cho bản thân mình thôi, chứ thật sự em không có cái gì gọi là, tại vì ổng không nghe nữa rồi các bạn à, ổng điên lên rồi, ổng đủ đồ rồi. Đó, thì bây giờ các bạn cứ nói hoài giống như đàn khải tai châu, các bạn nói hoài cãi qua cãi lại hồi có chuyện thôi, mà mình là phụ nữ thì nó nhiều cái nó bất lợi lắm, cho nên là mình khuyên, mình khe, mình can ngăn ra để mà mình xử lý những cái tình huống đó, để là mình phân biệt qua hai bên coi, để mà cho nó có cái sự mà thống nhất tuyệt đối, để cái buổi tiệc đó nó vui vẻ, nó suôn sẻ thì mai mốt người ta mới kêu nữa các bạn, đúng không các bạn? Rồi một lần nữa mình xin chúc cho tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube, xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn có một cuộc sống thật là an lành, và mình xin kết thúc cái video tại đây, hẹn với các bạn một cái video kế tiếp nữa nha các bạn nha. Rồi mình xin kính chào.